Hi, chào anh em báo sĩ ở lớp, mình từ lũ X98 rất vui quay trở bạn trong video ngày hôm nay. Ngày hôm nay sẽ là ngày thứ 3 trong chuỗi sự kiện 7 ngày. Chúng ta có tổng 7 ngày các bạn để sở hữu Kula kèm theo hồn vũ khí. Về võ sĩ Kula thì chúng ta khá dễ sở hữu rồi. Một hồn vũ khí mình tin là cũng khá dễ sở hữu. Nhưng để nâng lên lục môn Kula chúng ta cần tối đa 2 hồn vũ khí cơ. Thì ở đây thì bạn VN từ lũ X98 này không phải mình á. Thì bạn ấy đã kiếm được thêm 99 mảnh nữa rồi. Thông qua các nhiệm vụ, bao gồm cả các nhiệm vụ nạp luôn các bạn. Đây trong này là full hồn vũ khí rồi. Còn bên này thì nó sẽ là gói pack liên quan đến võ sĩ các bạn nhé. Chứ còn không phải là ấy đâu, không phải là võ sĩ, không phải hồn vũ khí đâu. Thế về kiếm hồn thêm mảnh hồn vũ khí nữa ở đâu thì trong này thì nó có vài chỗ. Mình lấy ví dụ trong này chúng ta kiếm được không biết mấy hộp ấy, 1 hay 2 hộp ấy. Thì đây các bạn, nhưng bạn ấy đủ rồi nhé. Trên này là mảnh võ sĩ chắc chắn nó không ra hồn vũ khí. Ở cột bên này thì chúng ta sẽ có vẫn là đổi mảnh võ sĩ. Đây là skin thì chắc chắn không có mảnh võ sĩ các bạn. Mảnh hồn vũ khí, nó có mảnh võ sĩ thôi. Ê, nên chứ kể là thật ra bây giờ đắc mà mua thêm thì cũng được. Ông ấy đang bảo ông ấy dọa đen đích ấy, bãi cả xoài. Đấy, thì ok, đây trong các event khác này thì không có. À quên, còn một event nữa có. Nhưng mà bạn ấy bảo là bạn ấy làm rồi. Không phải chỗ này. Đền bù cái gì, chính là cái ông Đinh Hoài này. Đền bù cái cổ khỉ, ông đen ông quay nó dài phải chịu chứ. Đền bù cái này có phải lỗi đâu mà đền bù, lỗi nhà phanh đâu. Nhiều ông mở được nhá. À đây Kula Fighter đây, ngày thứ tư sẽ có đăng nhập sẽ nhận được mảnh này. Ngày thứ năm hồn vũ khí không, cũng là Kula Fighter. Ngày thứ sáu cũng Kula Fighter. Ngày thứ bảy cho mảnh võ sĩ không, cũng Kula Fighter. Từ tôi đọc kỹ xem có hồn vũ khí cho võ sĩ không. À có gọi là hồn vũ khí không? Không, đây là cái dương võ sĩ rồi. Mày nhận được ngẫu nhiên 1% tỷ lệ ra Kula 3 sao hoặc là 4 sao. Còn đâu sẽ là mảnh Kula, mảnh vạn năng, đá thần, hồn hiệu hồn sách, bình tăng năng lượng. Không hồn vũ khí trong này rồi. Tất cả các hình này đều giống nhau. Không hình nào có hồn vũ khí cả. Để qua đăng nhập. Qua đăng nhập ngày 6, ngày 7 thì cũng ngon. Này áo có Work Benefit, đây chính là cái chỗ này có cơ hội đấy bạn này. Đây ví dụ thì quét màn chính 40 lần là nhận được mảnh hồn vũ khí đấy. Đấy, các anh em thử nhân phẩm mở chơi free thì có thể kiếm ở đây nhá. Đấy, ok. Thật ra nó ra hồn vũ khí rồi, nhưng đây là công mình muốn kiếm luôn 2 hồn vũ khí trong đợt này để cho đợt sau nó không phải lấy thêm nữa. Các bạn lấy lẻ lẻ tốn lắm, lấy đợt này đang là rẻ nhất, event tiêu cương cũng ngon. Đây là mảnh hồn vũ khí của bạn này. Đấy, nhưng ông ấy hoàn thành hết rồi. Hoàn thành hết sạch rồi. Và tất nhiên là cũng mở hết sạch ra rồi. Hết event này. Đấy, nhưng mà bây giờ tìm cho con đường nào bây giờ. Chịu. Đấy, thì bạn ấy có nhắn với mình là bảo nhắn phải sửa lỗi. Đây ra nó không phải là lỗi để sửa. Đây giống đen thôi. Đầy người vẫn đạt được. Tất nhiên cũng có nhiều người không thể đạt được. Thậm chí chỉ được có 80 mấy mảnh này các bạn. Tức làm hết thì 80 mấy mảnh. Hoặc là gần hết 80 mấy mảnh. Tức là cũng không đủ 2 vũ khí được. Thì mình chỉ có thể gọi là đưa cái ý kiến của các bạn tới nhà phát hành. Đấy là hy vọng trong đợt tới sẽ bán thêm. Nhưng thật ra thì mình tin chắc chắn rằng mình không đưa ra ý kiến hoặc các bạn không ra đưa ra ý kiến thì cũng sẽ có event hồn vũ khí Kula lần 2, lần 3 luôn đi, chả phải lần 2 thôi. Cái chắc chắn, không thể một võ sĩ quan trọng như này nó lại chỉ ra có một lần được. Thì các bạn không lấy đủ đợt này, đen, chấp nhận. Nhưng ông này mình thấy là cũng khá đỏ trong một số event khác nhé. Thứ nhất là bạn ấy không nạp mà để quay võ sĩ nhá. Đấy, mà chỉ cần có 38 rương. Tức là mua với cái giá bao nhiêu? Gọi hẳn 40 rương đi, chưa đến 8.000 nhiêu cương mà đã quay được võ sĩ rồi. Và đó các bạn quá hên luôn. Đấy, cực kỳ rẻ đúng không? Đấy, 8.000 võ sĩ. 8.000 nhiêu cương cho một võ sĩ mới toanh. Đấy, ở đây có đấy các bạn này. Thế là quá rẻ rồi, cũng hên ở chỗ đấy rồi. Nhưng hơi đen một chút ở phần hồn vũ khí thôi. Thì thôi chờ, mình không biết đó là nửa tháng, một tháng hay là hai tháng. Thì cái này nó phụ thuộc không qua nhà phành, mình chỉ gửi gọi là cái góp ý của người chơi thôi. Thì cái này mình xin nhắc lại là nhà phành không có lỗi nhá. Còn anh em nào quay đen thì chấp nhận. Còn mấy ông thì hơn được gọi là cả 200 mảnh, tức là hai hồn vũ khí ấy là hết đấy, chứ không phải là mưu mẹo gì khác đâu. Làm hết nhiệm vụ, hết cả nạp rồi thì mình còn cái nhà tức là chơi kiệt sức rồi đúng không? Đấy, còn tất nhiên là nếu như có chỗ nào mà còn kiếm được nữa mà mình để sót thì các anh em gợi ý cho mình nhá. Đấy, ông sốt ruột lắm đấy, nhưng còn lâu nó mới áp lên lục môn Kula, chí ít là phải 1.5 tháng nữa đấy, thì mới có lục môn Kula, tức là đợi vòng 2 Kula ấy các bạn. Trước vòng 2 Kula khoảng 4 đến 5 ngày
thì nó cập nhật phiên bản thì nó sẽ có lục môn của Kula. Còn không thì nó sẽ có cục lôn lục môn của Kula, còn không nó mới ếm môn như ví dụ thằng Kensu của mình nhá, thì đấy vòng 3 nó mới có lục môn luôn. Đùa, các ông cứ vội chứ, tức tỉnh một hồn vũ khí này là được rồi. Ông nó quay bot hên rồi ông cứ đòi ăn. Còn đâu các bạn chơi muốn chơi hoàn hảo được thì theo mình là khó nhá. Cơ chế của game nó không cho phép điều đấy, thì các bạn không thể chơi hoàn hảo đâu. Mà thật ra thì mình nghĩ là người cách chơi hoàn hảo nhất phải là biết tùy biến đấy, chứ không phải là cứ chặt chặt lưng bằng được thì thôi. Đây con này ông có lưng deck đầu đồ hoa ông 5 sao rồi này, đầy này, Kyo mới ông lưng lục môn chưa? À Kyo thì lục môn rồi, nhưng đồ chắc chắn là sẽ không còn đấy, đúng không? À, cũng gọi khá khá. Thì thôi thì các bạn căn ke chia lực nhé. Ngoài ra còn trong đợt sinh nhật nữa, mình không biết nó có cái event như nào. Nhưng ông cứ hỏi cái sinh nhật là có cái gì, trời mới biết được. Tôi chỉ là gọi thật ra mình thẳng định với các bạn, mình hỏi thì có thể moi thông tin được, nhưng mình sẽ không làm điều đấy. Thì các bạn cũng thông cảm cho mình vì tư thế. Thứ nhất là cái đội ngũ phát triển game nó cũng đánh giá thấp mình, nó bảo ông này làm ăn không chuyên nghiệp. Đấy, cái đấy thì không chuyên nghiệp đấy các bạn ạ. Cái thứ hai là những cái gì nó vừa lửa úp lửa mở, nó không biết ấy, thì nó tạo ra sự bất ngờ, nó mới tạo ra sự hay ho thú vị. Chứ cái gì các ông cũng biết trước rồi thì mình cho rằng đến cái thời điểm đấy, cái thời điểm nó mở ra event ấy, thì các bạn sẽ không còn sự háo hức, không còn cái cảm xúc ấy nữa. Đấy, nên thôi, ngoài ra thì nếu như mình có nói cho một số bạn, tiết lộ bí mật cho một số bạn ấy, mình không biết nhá, đây mình không hỏi luôn. Đây là về cái phong cách sống của mình không hỏi luôn, chứ không phải là mình biết mà mình chỉ nói cho một số bạn. Hay là mình biết mình chơi mình không nói cho ai. Đấy, ý mình là mình nếu mình giả sử mình nói cho một ít số ít người thì theo mình nó cũng là mất cân bằng cho cộng đồng game. Mình không làm điều đấy. Mình thì mình cũng thích xem một bộ phim, mình chia sẻ với các bạn về cái quan điểm rồi, là mình không thích biết trước đáp số. Có thể là mình thắng thì tốt, còn thua thì không tốt. Nhưng mà mình sẽ không bao giờ làm những cái việc mà gọi là dùng mọi thủ đoạn để có được những cái chiến thắng nó không trong sáng, không thuyết phục, không được đẹp. Chiến thắng không đẹp với mình thì nó chả có gì là thua cuộc cả. Đấy, lừa đảo để mà chiến thắng, hack cheat để mà chiến thắng, theo mình đấy không phải là thứ mà mình muốn game này hướng tới. Nên là các anh em hy vọng là sẽ không hỏi thêm chi tiết, là bạn có thể hỏi qua qua thì được, chứ đừng hỏi gọi là bằng kỳ cục, kỳ công, chầy cối. Hỏi là bằng được xem là even nó ra là cái gì chi tiết nhào nhá. Mình không biết, mình không trả lời đâu, có biết không trả lời cũng không biết. Rồi, thì hy vọng chúc ông VN Club S98 này, chắc chắn bạn là một người rất là yêu quý mình ấy, thì sẽ giữ vững được tâm lý nhá. Mình thấy nó quá bình thường. Thật ra ý định của mình nhá, ý định thật sự của mình nhá, là nếu như mà mình chơi hên ấy, là mình sẽ chỉ nạp hai gói này nó khoảng 3 triệu, hơn 3 triệu. 3 triệu 2 sao ấy, 3 triệu 2 250 sao ấy, tầm đấy thôi. Đấy, hai gói này thì mình sẽ quay được ra luôn võ sĩ và hồn vũ khí, thế là mình dừng lại, mình không chơi bời gì trong ngày nữa, để mình tích kim cương mình chơi sự kiện sinh nhật. Đấy, còn đâu vòng 2 của hồn vũ khí Kula thì còn có gói limited hip pack, còn có quay trứng hồn vũ khí lần 2, rồi một số những event khác, biết đâu nó cho võ sĩ có cho cái ngon thì sao. Đấy, chứ mình dự định là mình còn không đổi trong ngày luôn, để mình tích kim cương chơi sinh nhật. Các bạn cứ bảo là sinh nhật không có gì, các ông cứ bỏ đồ hết kim, bỏ sinh nhật thì chơi hết Kula, đến lúc sinh nhật là các ông đứng nhìn đấy, chứ không phải các ông ham đâu. Chỉ còn tất nhiên là làm được tất, vừa sở hữu Kula hai hồn vũ khí vừa có kim cương chơi sinh nhật thì còn gì bằng nữa các bạn. Quá là ngon rồi, nhưng khó thế khó, vừa phải may mắn vừa phải có nhiều thực lực. Chứ còn bảo boss vừa rồi nó ra bao nhiêu toàn con ngon, ê cưỡng lại làm sao được. Ông đòi lấy liên tục thì chịu. Thôi nhá, hẹn các bạn trong video tiếp theo.